Dạ, xin chào tất cả các anh chị. Ngày hôm nay lớp nhạc Giáng Son mới về một số cái mẫu đàn của hãng đàn Saga. Đây là một cái hãng đến từ nước ngoài. Cái cây đàn em đang quay đây là cây đàn có cái mã là NF600GC. Theo như cái thông số của nhà sản xuất đưa ra thì mặt top của cái đàn này là được làm bằng gỗ thông. Mặt top là gỗ thông. Còn phần hông và phần lưng thì là bằng gỗ son đào. Ở trên đây thì có cái QR code để mà check hàng chính hãng. Và bộ khóa là cũng của hãng Saga luôn, có cái ký hiệu chữ S Saga ở đây. Dạ, mời mọi người sẽ xem tổng quan cây đàn. Rất là đẹp, rất là chi tiết. Lớp sơn này là lớp sơn mờ. Quá đẹp. Và cái action, cái đồ hở này thì nó rất là thấp, rất là dễ bấm, nhưng mà nó không có bị rè. Rồi. Bây giờ em sẽ cho mọi người nghe qua cái hợp âm của cái đàn này. Kiện đi kèm theo của cái đàn này đó chính là một cái bao da và một cái cabo. Xin cảm ơn các anh chị đã xem video.